Ngày 15 tháng 4 vừa qua là ngày Nghệ thuật Thế giới World Art Day. UNESCO đã khởi động chiến dịch Resilient, nghệ thuật kiên cường, thưa quý vị. Đã có nhiều nghệ sĩ và những người hoạt động trong mảng văn hóa sáng tạo ở cả Việt Nam và thế giới hưởng ứng chiến dịch này bằng cách đưa ra những thông điệp hay những sản phẩm sáng tạo, cách thức làm nghệ thuật mới để gửi đến công chúng. Và có lẽ là chưa cần đến Resilient đâu ạ, thì những người nghệ sĩ trong giai đoạn này cũng đã rất sáng tạo với tinh thần kiên cường để có thể dùng chính tiếng hát của mình và ủng hộ tinh thần cho những người còn lại. Sau những đồng bào mình phía trước vẫn bụi mù như bầu trời Hà Nội ngày ô nhiễm cao, nhưng chỗ dịch bệnh là nơi mọi người chạy đi, có bác sĩ cùng nhau chạy vào. Thưa quý vị, vừa rồi chúng tôi vừa gửi tới quý vị trích đoạn của một MV là một sản phẩm tham gia chiến dịch nghệ thuật kiên cường của Hằng Cani, là một bạn rapper của Việt Nam, và những cái quan điểm về nghệ thuật của bạn ấy. Cani cũng đã từng viết cũng như nói về ca khúc của mình liên quan tới câu chuyện của một người bác sĩ, mặc dù bạn ấy không nhớ tên nhưng cũng đã có thể truyền tải được hết những cái thông điệp cũng như là những cảm xúc tạo nên ca khúc mà Hằng Cani đang hát.